như giới thiệu vắng tắt về mùa xuân gửi gắm. Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại? Yêu không biết. Anh ta không bao giờ biết. Từ khi dư thị kêu lý cảm một tiếng ca đầu tiên bắt đầu. Tự như một bó mùa hè vô tận, rơi vào trong đêm dài không một vật. Không tiếng động. Đây là câu chuyện của dư thị, là dư thị cả đời đi một chút dựng một chút trong trùng khánh. Bài viết này viết cho ngôi thứ hai, phong cách chậm nóng. Bài viết đầu tiên, cảm ơn mọi người. Hy vọng mỗi người có thể ở trong nhân gian dịu dàng này đạt được tốt đẹp cùng may mắn thuộc về mình. Vì ai mà sống? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đôi khi, ngươi thường xuyên sẽ nghĩ, cả đời này của mình, đến tột cùng là vì ai mà sống. Bạn vốc một nắm nước, nhìn chầm chầm người đàn ông nghèo túng trong gương. Hốc mắt nam nhân hãm sâu, tóc lông lá rậm rạp, môi hiện ra màu xanh không khỏe mạnh, đầu ngón tay hơi phát tím. Ngươi cười khổ một tiếng, lúc khóe miệng hạ xuống cảm thấy đau đớn xé rách. T. Ngươi liếm liếm khóe miệng, hít sâu một hơi, ấn gương làm cho mình không muốn ngã xuống. Anh vừa đưa Lý Cảm về nhà, một mình lái xe về tỉnh. Gần đây lái xe say rượu kém, cậu một đường vòng qua thẻ của mấy cảnh sát giao thông mới lên đường cao tốc. Trên đường cao tốc, bạn mở cả bốn cửa sổ trên xe. Băng lúc gió mới vừa thổi vào giống như nổ tung, ngươi theo bản năng mở miệng, không đến mức làm cho đau đớn bên tai quá mức gian nan. Gió đêm như dao, xé rách mặt bạn đến đau đớn, cũng giống như xé nát lớp ngụy trang cuối cùng của hiện thực an ổn này. Anh ngẩng đầu lên, tòa nhà chưa hoàn thành xa xa tối đen một mảnh, trên tháp treo một chút đèn đỏ mờ mịt. Lý cảm vừa rồi ở trên xe nông ra, ngươi nghĩ xế chiều ngày mai còn phải rửa xe, lại là một khoản chi phí trong lòng trống trải bạn thở dài vặn mở radio trên xe trên ghế lái phụ một bó hoa mùa hè vô tận bọc trong giấy màu lẳng lặng nằm ngôi sao trên trời không nói lời nào búp bê dưới đất nhớ mẹ hàng đêm nhớ tới lời mẹ nói nước mắt lấp lánh lỗ băng hoa ngươi vẫn không nghe được bài hát này xác thực không phải bởi vì già mồm cải láo có thể chỉ là bởi vì khổ sở đi con luôn luôn rõ ràng mình không phải là một người quá tinh tế tỉ mỉ, tự như mẹ trong trí nhớ, vẫn cùng ôn nhu không mắc câu. Dư đại bảo từ nhỏ không có cha, là mẹ nuôi lớn con. Khi con còn bé khó sinh, mẹ ở trong phòng sinh ba bốn giờ cứng rắn không sinh con ra, cuối cùng lại chuyển cung mổ. Vì sinh con, mẹ con đã đi một lần trong quỷ môn quan. Sau đó con đi nhà trẻ, tiểu học, thành tích chính là không lên được, mẹ con liền đặc biệt thích ông con vào trong ngực gõ sọ con, nói ôi, đều là lúc sinh con con quá yêu mẹ con ở trong bụng mẹ con chính là không đi ra, con xem, đem chính mình nghẹn thiếu dưỡng khí đi, đầu óc đều nghẹn hỏng rồi, con thật đáng đời. Nhưng ngươi quả thật từ nhỏ không thích học tập, thích leo cao leo thấp đi, lá gan còn nhỏ, dám leo lên cây cũng không dám xuống, ở giữa chạc cây oa oa khóc. Mẹ cậu liền cầm chạy cán bột ở dưới tàn cây gọi cậu nói dư là cậu xuống, cậu ba phút không tự mình xuống tôi liền leo lên đánh cậu con khóc nói con đánh mẹ đi con mau lên đây mẹ con mau lên đây sau đó mẹ con liền ném gậy cán bột tự mình đi bạn ở một mình trên cây cho đến nửa đêm và cuối cùng vẫn xám xịt leo xuống mẹ con đã ngủ rồi không nói gì chỉ hỏi con còn bò không bạn dừng lại một lúc và nói rằng bạn vẫn leo lên vậy ngươi còn sợ sao sợ mẹ cậu liếc mắt một cái nói vậy cậu cũng không phải đáng đời đâu Thời điểm xưởng in là xí nghiệp nhà nước, mẹ cậu từ trạm y tế điều tới, phụ trách phòng giặt quần áo trong xưởng, sau đó đổi chế độ, mẹ cậu liền tự mình nhận thầu phòng giặt quần áo này, giặt quần áo cho người trong đại viện. Mẹ cậu chưa bao giờ cho hai cậu chơi ở phòng giặt quần áo, nói là có hóa chất dược phẩm, đối với thân thể không tốt. Cũng không phải là không tốt cho thân thể sao. Cô ấy đã ra đi ở tuổi 40. Tính cách ủ rũ xấu xa của cậu như vậy, gặp anh trai cậu xem như gặp may rồi ngày đầu tiên khai giảng tiểu học sau khi báo danh kết thúc cậu ngủ quên người trong lớp đều đi hết cậu còn ghé vào trên bàn nằm mơ anh trai cô đánh thức cô dậy đưa cho cô một nắm kẹo ngô cậu mơ mơ màng màng nhìn cục đường rơi lập bột trước mặt hoàn toàn choáng váng trên đỉnh đầu nam hài trước mắt có một nắm lông vàng cứng cáp vui tươi hớn hở nhìn ngươi tạ nói ngươi tên gì a à? bạn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy nói tên thật thì tốt hơn vì vậy lúng túng trả lời anh ta dư dư dạ lý cảm vui vẻ vì thế vì thế cái gì không không phải như thế nào lại không phải người rốt cuộc có phải hay không a à? anh dụi dụi mắt nói không phải tôi tên là dư dạ ờ cái tên này rất mới mẻ lý cảm hăng hái xoay người ghé vào bàn cậu sau này hai chúng ta coi như ngồi cùng bàn thầy giáo của chúng ta thật không thú vị lúc cậu mới phân công chỗ ngồi đi ngủ đi chung quanh chúng ta tất cả đều là nữ sinh chỉ có hai chúng ta dính chút dương khí sau này phải giúp đỡ nhiều hơn a à? à cô nghe anh nói xong một chuỗi dài lại muốn ngã đầu ngủ ai ngươi con mẹ nó đừng ngủ a à? lý cảm nóng nảy ngươi còn chưa hỏi ta tên gì đâu Ngươi gọi cái gì liên quan rắm gì đến ta? Ngươi nghĩ như vậy, dự định tiếp tục ở trong mộng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Này. Một cổ cảm giác mất trọng lượng thình lình xuất hiện, ngươi thở ra thật dài, thiếu chút nữa không nhịn được. Đầu hình như bị người nâng lên, ngươi híp mắt nhìn, liền thấy một nắm lông vàng cao ngất kia. Đừng ngủ, ai, vậy là đúng rồi, Lý Cảm cười hắc hắc nói, ta gọi Lý Cảm. Về sau ngươi gọi ta là ca. Ta che chở ngươi. Ngày đó cậu mang kẹo lý cảm đưa về nhà mới biết được, kẹo này là do mẹ ruột mình đưa cho cậu ta vào buổi sáng. Cứ như vậy, hai người xem như kết duyên. Tiểu tử, gọi tiếng ca này, liền thành thật ở phía sau ta, có nghe thấy không? Ca có thể bảo vệ ngươi cả đời. Lúc Tiểu Linh Thông mới vừa đưa ra thị trường, Lý Cảm khẽ cắn môi mua hai Tiểu Linh Thông, đưa cho cậu một cái, nói với cậu có người tìm cậu phiền toái nhớ gọi điện thoại cho anh. Ngươi đi, đặc biệt kỳ quái một người, lên cây có thể gào khóc thảm thiết, nhưng là sau khi bị người đánh thật sự muốn chính mình khiên không cho lý cảm biết. Mỗi lần đều là sáng hôm sau hắn thấy mặt ngươi không tốt, hỏi ngươi là tình huống gì, ngươi còn không nói cho hắn biết. Bị hắn uy hiếp ngươi một trận mới ấp úng, hắn liền nhíu mày nói ngươi nha có tật xấu a, à, bị đánh không biết tìm ngươi. Ngươi như vậy ta không phải lo lắng. Nếu ngươi có bản lĩnh giấu được thì giấu, ngươi lại giấu không được, ta không phải còn tức giận ra mặt cho ngươi sao? Ngươi nói không có việc gì, không có việc gì, ta đây bị đánh xúc tiếng tuần hoàng máu. Xúc tiếng em gái cậu. Hắn mắng cậu, đưa cặp sách cho tôi, tôi đeo cho cậu. Trên lưng cậu có phải cũng xanh rồi không? Thật đúng là. Địch. Ngươi im lặng đứng ở xa xa. Lý cảm mắng, vì dư hận chết tôi, con trai lăn lộn với tôi mấy năm nay, không thấy tiến bộ, ngày nào cũng bị đánh không có anh lẩm bẩm mẹ em đặc biệt thích anh mỗi ngày đều nhắc em phải học anh dũng nhiều hơn học cái gì a à? hắn sách hai ba lô đi trên đường học ta lớn tuổi học ta không tắm rửa ngươi tắm rửa ta chơi ngạnh đây ngươi nha nghe không ra a à? thường thường là ngày hôm sau lý cảm liền tìm đánh ngươi người trả thù đi kết quả là càng không đảo ngược đổi ngươi chiếu cố nằm trên giường không dậy nổi lý hoàng mau nhi Tìm thư uyển www chấm com bạn cũng đã từng cố gắng, nhưng dù sao cũng không có kết quả. Ở chỗ thầy, cảm giác tồn tại của em đã sớm mỏng manh như không khí. Dù sao mẹ con bận rộn, nhà con lại không có tiền, lúc học phụ huynh vị trí của con so với cửa hàng chuyên bán áo lông trong ngày mùng 3 tháng 4 còn vắng vẻ hơn. Cũng sẽ không có phụ huynh lôi kéo giáo viên đến trong góc nhét trung hoa mềm mại, dặn dò anh ấy chiếu cố chiếu cố em nhiều hơn cậu và cô giáo đều vui vẻ thanh nhàn lý cảm thì không giống vậy nam nhân trời sinh lòng thánh mẫu bạo rạp đi tới chỗ nào cũng tự mang thánh quan này chính là đối tượng trọng điểm của các lão sư chỉ tiết rèn sắt không thành thép vừa đến thành tích lý cảm đã bị các giáo viên khoa thay phiên nhau kéo ra ngoài nói chuyện bạn ghé vào cửa vừa ngủ vừa để lỗ tai nghe lý cảm à cậu nói xem cậu là một đứa trẻ rất thông minh sao ngày nào cũng theo không đứng đắn quên đi sao ngày nào cũng theo dư thị kia cậu thật là một đứa trẻ ngoan nếu chịu cố gắng sao còn ngồi ở hàng thứ hai đến ngược cậu xem dựa theo thành tích xếp hàng sẽ không ai nguyện ý ngồi cùng dư thị cậu thì tốt rồi còn vội vàng đi lý cảm sau này con có thể hay không a à, có thể bớt chơi với những đứa trẻ không có tiền đồ kia được không ngươi nghe cảm thấy rất không sao cả những người này nói chuyện giống như đánh trắm vậy ngươi chính là chê bọn họ âm ỉ, quấy rầy giấc mộng buổi chiều của ngươi. Không biết ngủ bao lâu, ngươi liền cảm giác có người lắc ngươi. Ngươi vừa mở mắt, thấy lý cảm vui tươi hớn hở nhìn chầm chầm ngươi. Tỉnh rồi. Con mẹ nó lại ngủ thẳng đến tan học. Anh dụi dụi mắt, nói một tiếng. Lý cảm lấy từ trong túi ra một túi vô mi, đưa cho cô, đi thôi, nên về nhà thôi. Mặc kệ người khác nói cái gì, hắn đều nguyện ý chờ ngươi, sau đó cùng ngươi về nhà đây chính là anh trai ngươi ra trận thân huynh đệ bạn đang nghe tại truyện chấm audio mẹ cậu cũng đặc biệt thích lý cảm lý cảm từ nhỏ không có cha mẹ vẫn là một mình chạy giả ngoại trong đại viện đến mùa đông da khô từng khối từng khối mẹ con nhìn không được lý cảm khó chịu mỗi lần nhìn thấy liền về nhà tìm kem dưỡng da hơn nửa đêm gả con đi tặng đại bảo cho lý cảm Ngươi đứng ở trong hành lang mỗi ngày hô. Ca, đại bảo đến rồi, ca, đại bảo đến rồi. Vì thế tất cả mọi người biết ngươi đến chính là đại bảo đến, làm tròn làm tròn, ngươi chính là đại bảo. Cứ như vậy, ngươi có biệt danh thân bất do kỹ. Cái gọi là anh em ruột ra trận, có một lần là cậu và Lý Cảm ở bên ngoài hẹn hò với người khác, kết quả đánh bạn nhỏ khóc lóc kiện phụ huynh, phụ huynh mang theo con tìm trường học đòi giải thích mẹ con ở trường không nói gì đưa hai con về nhà để hai con cùng đứng bên tường ngươi nháy mắt ra hiệu với lý cảm nói lần này thảm rồi hai ta sẽ bị đánh lý cảm ngành cổ nói đánh là đánh có gì phải sợ sau đó mẹ cậu liền cầm một cái ăn ten tv cũ từ trong nhà đi ra ngươi thiếu chút nữa khóc lên ngươi rõ ràng nhớ rõ mẹ ngươi lần trước cầm thứ đồ chơi này đi ra thời điểm ngươi nằm sắp trên giường cả ngày kia thật sự là vật lý trên ý nghĩa mông nở hoa đừng khóc. Nhận đánh, một người bốn phía A, mẹ con hỏi một câu, ai tới trước? Ngươi nhìn lý cảm, sợ hãi đi ra ngoài. Vậy không có biện pháp, chuyện bị đánh này, tiểu đệ phải tới trước đại ca, đây là quy củ. Ngươi khóc cha gọi mẹ trúng ba ăn ten, dây thép kia mang theo lực đàn hồi kéo đến trên người người sinh đau, đau còn không để lại sẹo. Đến khi lý cảm, ngươi thở hổn hển nằm liệt trên sofa bất động. Gì, là con không tốt vì đánh con thêm hai cái đi. Lý cảm lầm bầm nói là tôi hẹn dư là đánh người là bọn họ ngu ngốc. tôi không nói những thứ này. anh đánh tôi thêm ba cái, lần sau đừng đánh dư là được. mẹ cậu vừa bực vừa buồn cười. con ngốc rồi sao? còn có tự mình kéo roi, con đứng vững trước, mẹ đánh xong rồi nói sau. Lý cảm kết trắng chắc chịu hết bốn roi. mẹ cậu xốc quần áo hai cậu lên nhìn một chút, nói tạm được, không cần dùng y buổi tối ngủ một giấc ngay cả dấu vết cũng không có cậu lặng lẽ nói với lý cảm mẹ tớ đây là thủ hạ giữ lại chừng mực lần trước tớ bị trúng vài cái ngay cả giường cũng không xuống mẹ cậu lớn tiếng quát cậu không nói lời nào hét lớn xong lại thở dài đánh xong rồi bây giờ tôi phải khen hai người con xem đứa nhỏ trong trường hôm nay ờ khóc thảm quá lê hoa đái vũ mẹ con chép miệng ngay từ đầu còn không phải hắn muốn hẹn con xem, chơi không nổi bộ dáng thật khó coi nha. So ra, hai đại bảo bối của chúng ta đáng yêu hơn nhiều. Mẹ cậu nói, ít nhất cũng không khóc. Con có biết vì sao mẹ đánh hai con không? Mẹ con quay đầu nói với Lý Cảm, đặc biệt là con, Lý Cảm. Con xem, hai con sao lại không khôn khéo như vậy? Đánh đi, còn bảo người ta kiện đến trường học, vậy hai con không phải chịu thiệt sao? Quá ngốc a à bọn nhỏ ta cho các ngươi thật dài trí nhớ, về sau loại này qua tử, đánh về sau phải uy hiếp uy hiếp, bằng không náo đến trường học đi, ta còn tiếp theo đánh hai ngươi. Tối hôm đó, mẹ con thưởng cho hai người một gói mạch lệ tố. Mùa thu năm đó, mẹ tôi mất. Trước khi mẹ cậu chết, kéo hai đứa nhóc nửa to nửa lớn của cậu đến trước giường bệnh. Năm ấy con 11 tuổi, trẻ con bình thường ở tuổi này còn bị cha mẹ dỗ dành, mẹ đi một nơi rất xa, hai con phải đối mặt với sinh ly tử biệt mẹ cậu từ lúc bắt đầu nhiễm bệnh đã giấu hai cậu không cho biết đến lúc giấu không được người trực tiếp liền không được không có biện pháp ông trời đối với người số khổ luôn lạnh nhạt tiểu cảm con là một đứa trẻ ngoan dư dạ con đứng lên người phụ nữ trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt chống đỡ một hơi ngồi dậy trên mặt con đầy nước mắt nói mẹ đừng đứng lên mẹ nằm mẹ nằm thật tốt con đều biết con đều biết nói xong liền mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ ngươi nói xong chính mình cười ho khan, cái này biệt hiệu là tiểu cảm cho ngươi đặt đi. Thật tốt. Lý cảm cũng khó chịu không chịu nổi, kéo tay mẹ cậu nói gì, nếu cậu khó chịu thì đừng nói nữa. Không được. Mẹ phải nói. Mẹ tự biết mình có thể sống bao lâu, mẹ con nói không được hai câu thì phải thở dốc, dư dạ, con ở trước mặt mẹ, gọi tiểu cảm một tiếng Anh, chính thức chút. 11 tuổi ngươi nghiêng đầu, túng lấy lý cảm quần áo, lại nghiêng đầu nhìn mẹ mình, đau khổ cổ họng dùng sức hướng hắn hô một câu, ca. Ai, lý cảm dùng sức đem ngươi ôm vào trong ngực, ngươi cảm giác mình ở trong lòng hắn đều khóc đến thoát lực, hắn cầm lấy vạt áo của ngươi, liều mạng hướng về phía mẹ ngươi nói, gì, gì yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, đại bảo chính là em ruột của ta. Bản thân lý cảm ta không có bản lĩnh gì nhưng chỉ cần có lý cảm ta một miếng cơm ăn ta liền tuyệt không để cho đại bảo chịu đói ai mẹ cậu nhanh chóng nắm lấy tay lý cảm nói cái gì vậy mẹ ngươi vẫn là thích kể chuyện cười tính cách nhưng thanh âm đã dần dần yếu đi người đời này à có một huynh đệ không dễ dàng đặc biệt là hai ngươi sinh ra niên đại này đều là con một cậu cuồng tròn trong lòng lý cảm lý cảm dùng sức ôm cậu gì gì yên tâm con mẹ có cái gì không yên lòng mẹ cậu ngăn chặn dục vọng ho khan nhưng tiểu cảm à, tính cách của con. Làm việc phải suy nghĩ nhiều một chút. Không phải một lòng nghĩ đến người khác là được, cái này cũng dễ dàng hảo tâm làm chuyện xấu. Hai đứa có việc thương lượng làm. À, ta già rồi, cả đời nuôi hai đứa con ngoan. Có huynh đệ à, đi tới đi lui liền biến thành kẻ thù. Hai người các ngươi đều không ghi hận lẫn nhau, nâng đỡ đi xuống, ta có thể chập mắt. Nói xong, mẹ quay đầu, kéo tay con lại. Đại bảo. Hảo hảo, hảo hảo đi xuống A, đại bảo. Con nhớ rất rõ, ngày đó trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, mẹ xoay đầu đi, nhìn ánh mặt trời trong trẻo. Lão dư A, ta tới gặp ngươi. Trong đám tang của mẹ, con đã ngồi sổng trong góc và khóc. Lễ tang ở thành phố A đất không đất không biển, con hiếu còn phải ném chậu khiên cờ bên ngoài linh cửu, sau đó mới có thể đưa người đi hỏa táng ôi đều là lúc sinh con con quá yêu mẹ con ở trong bụng mẹ con chính là không đi ra con xem đem chính mình nghẹn thiếu dưỡng khí đi đầu óc đều nghẹn hỏng rồi con thật đáng đời lý cảm đem ngươi kéo lên tìm thư uyển vê đúc vê chấm giao su sinh chấm com cho ngươi chống đỡ hắn làm xong này tất cả mọi chuyện nhi người dẫn chương trình quan hắn giọng dài mang theo giọng diễn hôn một câu nhập thổ vi an con sững sờ nhìn tất cả chú họ muốn tới khuyên nhủ con, Lý Cảm giơ tay bảo dư vệ quốc chờ một lát. Một hồi lâu, anh mới nghẹn ngào nói, anh, chúng ta, chúng ta có phải hay không, không có nhà. Lý Cảm vỗ vỗ bả vai bạn, trầm mặt thật lâu mới lẩm bẩm cổ họng nói. Có anh ở đây, anh cũng có thể cho em một gia đình. Lúc xe xuống lầu đã gần nửa đêm. Mèo dao hoang dưới ghế dài hoảng sợ, kêu thảm thiết biến mất trong bụi cỏ. Cậu cúp điện thoại cuối cùng đầu dây bên kia là giọng nói của ông chủ bảo cậu sáng sớm hôm sau quay về thành phố a giao hàng ngươi cười khổ đáp ứng mắt nhìn đồng hồ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể ngủ ba bốn cái biến mất nhấn điện thoại bạn nhắm mắt lại cau mày và thở hổn hển cậu rút chìa khóa xuống xe cửa đơn nguyên trong nhà đã sớm phế đi cửa đầy rỉ sắt mở ra cậu vừa mới đến gần đèn điều khiển âm thanh lầu một liền phút chốc sáng lên bạn leo lên tầng trên cùng lấy chìa khóa và mở cửa con chó đối diện bắt đầu sủa sau khi uống rượu hóng gió đầu óc choáng váng cậu nhẹ nhàng nở nụ cười người trước khi đẩy cửa lại lưu tâm ngửi ngửi gốc áo của mình mùi rượu nhạt đi không ít dù sao gió đặc biệt thổi một đường có bao nhiêu cồn cũng đều bị thổi không còn cậu đẩy cửa ra mang dép lê từ trong phòng ra ngoài sau khi thay xong mang dậy da đi vào trong nhà trong phòng im lặng trong phòng khách nhỏ không có cửa sổ một mảnh tối đen chất làm mát không khí có mùi hoa cúc trong nhà vệ sinh rò rỉ vào phòng khách trôi nổi trong không khí khiến bạn có chút muốn nôn bạn theo thói quen ấn đèn nhà vệ sinh quay đầu đi vào cửa vô tận hạ bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngươi biết rõ tửu lượng của ngươi so với lý cảm không biết tốt hơn bao nhiêu qua nhiều năm như vậy cậu ở trên quán rượu lăn lộn một lần chân trước cậu ba cân rượu trắng xuống bụng, chân sau phải lái nửa treo lên đường cao tốc. Khi đó ngươi còn là cái, tiểu nhi, còn phải một cước phanh lại đem xe ném tới khẩn cấp trên làng xe, vừa lăn vừa bò từ trên xe lao xuống, ấn theo cách ly đai một trận mãnh liệt nôn. Khi đó lão chu bên cạnh cậu còn có thể chăm một điếu thuốc, cười cậu quá non nớt, thổi phòng với cậu năm đó lúc ông ta mới vừa kéo hàng liên tục ba ngày ba đêm không chập mắt, liền đem nồi rượu làm cà phê rót đồ chơi kia là nâng cao tinh thần sao anh uống xong còn nôn cậu nôn xong lão chu cười hì hì hỏi cậu đổi ca không ngươi cắn răng khoác tay nói ngươi đừng nói nhảm lô hàng này ngày mai phải giao khu phục vụ tiếp theo mua cho ông cụ chút đậu phộng đi lão chu ngươi lại dùng sức chà sát mặt một cái đem hình tượng trung niên hán tử hiện ra trong đầu xóa đi trong phòng truyền đến động tỉnh cửa vang lên một tiếng anh nhắm mắt lại và thở dài. Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, anh quay đầu lại, sao còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải đi phòng bệnh. Người ra vẻ thoải mái nói. Đang Vũ lắc đầu, hỏi cậu nói cháu buổi tối còn có chút trong nồi, cậu có muốn hay không? Bạn nở một nụ cười, ông Đang Vũ kéo cô ấy vào trong nhà. Mau ngủ đi. Đêm nay anh ông em ngủ. Đang Vũ thở dài. Anh cẩn thận tắt đèn nhà vệ sinh, trong phòng lại tối đen như mực. Sau nửa đêm, hơi thở của Đan Vũ dần dần ổn định lại. Bạn đứng dậy và đi đến cửa sổ. Đối diện cửa sổ là nhà hàng xóm, mèo dưới lầu lại bắt đầu kêu. Anh đưa tay sờ điếu thuốc, lại sờ vào khoảng không. Anh để quên bao thuốc lá trong áo khoác rồi. Áo khoác lúc vào cửa tiện tay ném vào bồn cầu nhà vệ sinh. Đan Vũ ngủ gục trong chăn cánh mũi từng cánh từng cánh. Trong phòng mùa hè cũng không có điều hòa. Quạt điện trên bàn chợt lắc đầu. Anh biết Mưa Đơn luôn ngủ nông mà. Sau khi dư an sinh bệnh, Đang Vũ cả đêm không ngủ được. Bạn ở bên ngoài xe thể thao, thường xuyên có thể nhìn thấy nhóm bạn bè Đang Vũ đăng lúc 4-5 giờ sáng. Ảnh chụp trong nhóm bạn bè của Đang Vũ đôi khi là mèo dưới lầu nhà, đôi khi là nắng sớm vừa mới xé mây mà ra trên sân thượng. Cô ấy luôn như vậy. Hôm đó, cô viết dưới nhóm bạn bè: Hãy trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng người có thể biến mất trong cuộc đời bạn. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, 4 giờ rưỡi. Tối đa nửa giờ nữa, trời sẽ sáng. Những con chim buổi sáng đã bắt đầu hót, chúng trốn trong bóng râm dày đặc của tầng dưới, dùng tiếng kêu để mở đầu một ngày mới trước khi mặt trời thức giấc. Trong những thành phố mà con người xây dựng để thoải mái, chim chóc sống thoải mái hơn con người. Bạn quay lại giường và ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Đan Vũ. Nhiều năm như vậy trôi qua, các ngươi đều không phải là thiếu niên lúc trước. Cô ngủ không an ổn lắm, còn thích nghiến răng, thỉnh thoảng hai tay còn nắm chặt theo phản xạ. Người do dự thật lâu, rốt cục vẫn cười khổ một tiếng, đứng lên. Rạng sáng 5 giờ 13 phút, bầu trời xanh mướt xa xa chậm rãi nhụm lên ánh sáng rực rỡ như hoa hồng giống như rút tơ vậy, bình minh giấu ở trong khe hở của tòa nhà cao tầng, từng chút từng chút dính lên bầu trời thành phố. Người ra khỏi nhà, từ ghế lái phụ cầm lấy sách vô tận hạ, trở lại trong nhà. Đang vũ vẫn chưa tỉnh. Một dãy chai bia đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ, đủ loại, cao thấp thấp. Bên trong có rất nhiều loại hoa. Ngươi vòng tới trước cửa sổ, tinh tế đánh giá một vòng, đem bó hoa cúc khô héo ố vàng kia lấy ra, cầm bình đến toilet rửa sạch thay nước. Bạn cầm lấy kéo, vạch giấy nhựa ra, lấy tay khoa tay múa chân một chút độ sâu của bình rượu, cắt đi cành nhọn phía dưới cùng của vô tận hạ, cẩn thận cắm hoa vào trong bình. Hôm nay cũng phải vui vẻ nha. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Con. Bạn đặt chai rượu trở lại bề cửa sổ phòng ngủ, nghiêng đầu thì thào nói với Đan Vũ. Ánh mặt trời vừa vặn xé mây mà ra, chùm ánh sáng đầu tiên rơi vào hoa hạ vô tận màu hồng phấn. Bạn biết không, thật ra cái tên vô tận hạ này cũng không phải bởi vì nó chỉ nở rộ vào mùa hè, hoàn toàn ngược lại, thời kỳ nở hoa của nó từ xuân vào đông, bò đầy tất cả tuổi tác. Bất kể mùa nào, nó luôn mở ra một cách bình thường và im lặng. Trường hạ vị ương, nghiêm hàng sương đánh, có thể thế nào đây? Nó luôn như vậy, hèn mọn như vậy, rồi lại cuộc cường như vậy mở ra đó là tất cả chúng ta, những người sống ngoan cường. Bạn đẩy cửa, đi xuống lầu, mở cửa xe. Trong xe ngoại trừ mùi keo da ra còn có một mùi nôn mửa. Bạn nhìn chầm chầm bãi nôn mửa lý cảm tạo ở hàng ghế sau một lúc lâu, vui vẻ, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh gửi tin nhắn cho lý cảm. Anh, anh để trên xe em phun sữa, anh biết không? Lý cảm không trả lời, Ngươi suy nghĩ điểm này hắn hẳn là còn ở trên giường lão bà của mình ngủ đến ngã chổng vó. Anh nhét điện thoại vào túi, cắm chìa khóa xe vào. Trên kính chiếu hậu treo một cái nút bình an, phía dưới nút bình an là một tấm ảnh thu nhỏ tỷ lệ. Ba cậu bé 8-9 tuổi vai kề vai ngồi trên chạc cây, áo ba lỗ trắng quần đùi đen thống nhất, đội đầu đinh gai cùng kiểu với hòa thượng. Cậu bé ở giữa cười đến nhiệt liệt, tay trái ấn đầu nam sinh bên trái, nam sinh bên phải hơi bảo trì một chút khoảng cách với bọn họ, giống như dùng thân thể kháng cự bị hai tên ngốc này lây bệnh. Không có thời gian để chụp ảnh. Cậu thò đầu nhìn phía sau không có xe, chọn góc độ kính chiếu hậu. Ngón tay đẩy tới tấm ảnh, tấm ảnh lập tức lật ngược góc độ. Phía sau đầu to dáng, ba cái tên vẫn có thể thấy được, từ trái sang phải. Cố thời, lý cảm, dư thị. Ai, còn lại đại bảo bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Ngồi phía trước chống đối không mại đến hoảng A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. H. Bốn đại thần kinh bệnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Dương Quang cùng tro bụi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Cảm bị thương, danh chính ngôn thuận xin nghỉ ốm. Người nói đi, lúc Lý Cảm ở đây không cảm thấy, hắn đi rồi liền cảm thấy bên người khuyết điểm cái gì. Có thể là bởi vì phía trước thiếu một bộ quần áo cao gầy, cô giáo liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bạn đang ngủ trong giờ học. Cũng có thể là thiếu chuông báo thức hình người Lý Cảm, anh luôn ngủ thẳng đến 6-7 giờ. Vấn đề là cậu cũng không dám trốn học phùng kiến quốc gần đây hạ lệnh truy sát phòng trò chơi cùng tiệm nét đều đi không được ngủ ở nhà còn không bằng thoải mái ở trường ôi những ngày nhàm chán trống rỗng này anh đã trở mình hả như thế nào cảm giác không thích hợp cảm giác không thích hợp bắt đầu từ bầu không khí quá yên tĩnh yên tĩnh quá thật giống như trong sân trường này chỉ còn lại một mình ngươi ngươi giống như chim ưng trong nháy mắt thanh tĩnh không nghĩ tới vừa mở mắt, liền thiếu chút nữa không thở nổi. Đối diện với bạn, bên ngoài cửa sổ, một khuôn mặt quỷ dị dán vào kính cười với bạn. A, à, mẹ nó. Bạn cố gắng bám vào tường trước khi cả người lẫn ghế lật vào đống đồ lặt vặt cuối cùng trong lớp học. Phùng Kiến Quốc. Cậu quả nhiên lại ngủ quên, cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ mồ hôi lạnh liền chảy xuống, sắp 7 giờ, điểm này bảo vệ đều tuần tra xong trở về nghỉ ngơi. Phùng Kiến Quốc tiểu tử này vậy mà chạy trong lớp tới tìm ngươi. Phùng Kiến Quốc cười đến vặn vẹo, một giây sau hắn liền vọt tới cửa. Bạn nhìn thấy một khối gạch lớn mà tay phải anh ta đang cầm. Ngươi cảm giác thanh âm đều mang run, dù sao bình thường tất cả mọi người là Lý Cảm đấu tranh anh dũng. A, à, tiểu tử, Phùng Kiến Quốc cười híp mắt nói, nghe nói Lý Cảm tàn, hôm nay không ai cứu ngươi đi. Con mẹ nó ngươi giác ngộ cho lão tử đi. Con mẹ nó cậu xem nhiều anim quá. Trong lòng bạn điên cuồng chăm chọc, cả người lại bị ghế cây bàn kẹt ở góc chết không thể động đậy. Sinh tử trong nháy mắt, một bàn tay từ khe cửa sau thò vào, hung hăng kéo ngươi ra ngoài. Cậu. Trước mắt cậu nhoáng lên, khó khăn lắm mới thấy rõ cậu bé trước mặt, cố hạo. Cố hạo đầu đầy mồ hôi, hướng cậu sau cái suyệt, đưa cho cậu một cây gậy lau nhà để cậu cầm. Quả nhiên phùng kiến quốc một kích đánh hụt, lập tức mở cửa sau đuổi theo. Ngay bây giờ. Đánh. Cố hạo ra lệnh một tiếng, xuất công đi quét hạ bạn của Phùng Kiến Quốc, bắp chân Phùng Kiến Quốc mềm nhũng liền quỳ xuống. Ngươi một gậy gõ ở Phùng Kiến Quốc trên lưng, tiểu tử này trực tiếp nhào trên mặt đất. Chạy. Cố hạo một cước đá văn viên gạch, hồ to kéo cổ tay cậu lao về phía cầu thang. Vừa lao xuống một tầng, tiếng kêu cùng loạn của phùng kiến quốc liền truyền tới hôm nay ta không giết các ngươi. Các huynh đệ, vây bọn họ. Cố hạo rống lên với cậu, các cậu chạy như điên dọc theo hành lang, thoáng qua mấy truy binh, tới đầu cầu thang lầu 2, các cậu mắt thấy một trái một phải xuất hiện hai tướng hừ hừ chặn đường đi. Cố hạo kéo cậu, liều mạng đụng vào người gầy kia, gầy bị kéo ra mấy mét, hai người xuất hiện một khe hở. Tên mập kia cũng không phải kẻ ngốc, thuận thế tới bắt cậu, cố hạo vung tròn cậu ra ngoài, tay trực tiếp buông lỏng ra chạy. Cố hạo dứt lời, hai người kia lại vây quanh, ngăn cách ánh mắt cậu. Ngươi một câu không biết nói như thế nào, hít một hơi, ánh mắt hướng ký túc xá thoáng nhìn, lầu ba Lý Thiên Tứ văn phòng đèn sáng lên. Ngươi chờ, ta lập tức trở lại. Lúc chạy đi chuyển cứu binh, trong đầu cậu đã có vô số hình ảnh, quá đáng nhất là cậu và Lý Cảm, một mình ông nửa thi thể cố hạo khóc, Lý Cảm vừa khóc vừa mắng, cậu vừa khóc vừa nói cậu chết thảm quá. Tôi nhất định phải báo thù cho cậu, anh hai." Hoặc là Cố Hạo nằm trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt, bác sĩ bên cạnh nghiêm túc nói với hai người, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Sau đó tim đập cộng thêm máy đo phát ra tiếng thét chói tai, Lý Cảm té xỉu trên mặt đất. "Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?" Người phá vỡ cửa của Lý Thiên Tứ, Lý Thiên Tứ đang ở trong phòng soạn bài. "Cậu lắp bắp nói với Lý Thiên Tứ Cố Hạo, Cố Hạo bị người vây." Lý Thiên Tứ đứng dậy, hỏi ngươi đang ở đâu ngươi lôi lý thiên tứ chạy đến dưới lầu đám người kia lại một phen tán loạn các ngươi học trường nào ở phụ tiểu dương oai ngươi nhìn ra được lý thiên tứ thật tức giận nhưng đám côn đồ kia đã sớm nghiên cứu tốt lộ tuyến rút lui một giây cũng không chậm trễ lý thiên tứ không do dự trực tiếp đi về phía cố hạo đang quỳ rạp trên mặt đất không sao chứ hơi thở cố hạo nổi lên em không sao là được Lý Thiên Tứ ông lấy cố hạo chạy đến bệnh viện, bệnh viện tan tầm, Lý Thiên Tứ lại chạy đi tìm bảo vệ. Trên mặt cố hạo sưng lên hai khối, cánh tay chảy máu. Ngươi! Ngươi nói không ra lời. Sao vậy? Phải cảm ơn anh chứ? Cố hạo cười có chút mệt mỏi, không phải anh dám bảo em gọi anh là anh hai sao? Anh trai em dưỡng thương rồi, em lại là người không bớt lo, anh không nên che chở cho em. tệ cậu đừng nhúc nhích kéo đau được cố hạo nói không nói nữa im lặng một lúc cố hạo lại nói này dư dạ chúng ta tới coi như là giao tình quá mệnh đi cậu không được gọi tôi là anh thanh sao anh cau mày thế nào đầu năm nay là thịnh hành nghe người khác gọi mình là anh sao bất quá ngươi vẫn thỏa hiệp thở dài ta cũng không biết hai ngươi nghĩ như thế nào một người so với một người ngu ngốc luôn coi người khác quan trọng hơn mình. Ngươi cùng lý cảm, một đức hạnh. Cố hạo vẫn cười, em tưởng anh khen em rồi. Anh bất đắc dĩ, lần này dưỡng thương cho tốt, coi như tôi nợ anh nhân tình. Ca. Lý Thiên Tứ gọi bảo vệ đến, bảo vệ cổng cố hạo đến phòng khám gần nhất. Cậu cùng cố hạo bôi thuốc, qua một lúc cố thời và lý cảm vô cùng lo lắng cũng tới. Lý cảm tiên hỏi cậu có bị thương hay không, xem cậu không sao mới chạy vào phòng cấp cứu. Cố hạo không bị thương gân cốt, đều là trầy da, chỉ là xương bả vai bị một cục gạch, còn phải đi quay phim. Các con lại lăn qua lăn lại đến tối, Lý Cảm đưa con về nhà, nửa đùa nửa thật dặn dò con mua đồng hồ báo thức đến trường, đừng ngủ đến 6-7 giờ nữa. Ngày hôm sau con dứt khoát không đi học, tự mình ở nhà làm ổ một ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, ngươi đã nghe thấy có người gõ cửa nhà ngươi, vừa mở cửa, nhìn thấy là Lý Cảm. Lý Cảm treo tay, cau mày, vừa thấy ngươi bổ đầu che mặt liền hỏi, dư thị, tiểu tử ngươi ngày hôm qua có phải hay không không đi học? Bạn chậm rãi gật đầu. Lý Cảm tê một tiếng, bạn không đợi anh ta nói ra lời, tìm thư uyển nói với anh ta, anh, em thật không muốn đi học. Lý Cảm bị ngươi nghẹn một chút, hỏi ngươi, vì sao? Ngươi chậm rãi mở miệng, ta không cha, không mẹ, không ai quản, cũng không có thiên phú hứng thú duy nhất của ta chính là chơi game còn đánh không được tốt lắm ta đọc sách liền đau đầu dù sao cũng không ai quan tâm ta ta đi học có ích lợi gì ta thật cảm thấy về sau ta ăn uống chờ chết ăn xong liền đi nhảy lầu rất thanh tịnh lý cảm bị ngươi nói đến bối rối hắn nửa ngày không nói ra lời anh nói anh nếu anh không có chuyện gì thì về trước đi em về ngủ một giấc ngươi nói xong muốn đóng cửa lý cảm lúc này mới phản ứng lại cửa của ngươi hướng bên trái mở ra ở bên lý cảm chính là bên phải lý cảm theo bản năng cầm thạch cao gắt gao giữ chặt cửa không cho ngươi đóng anh vui vẻ xua tay anh sao anh còn không cho em đóng cửa lý cảm rõ ràng là không biết nói cái gì hắn nói ngươi đừng quản ta hôm nay không thể để cho ngươi một mình anh cười ra tiếng tôi sẽ không tự sát anh trở về đi Lý Cảm nửa tin nửa ngờ, thật sao? Anh nói xem, tôi cần gì phải nhảy lầu như một đứa trẻ lớp 4. Anh báo cảnh sát cũng không ai tin. Tôi vừa mới lừa anh. Lý Cảm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu nói với ngươi, ngươi ngủ trước, buổi tối ta tới tìm ngươi. Buổi tối anh mua ít cá, em tới nhà anh ăn cơm. Anh cười hắc hắc nói, tay anh như vậy có thể cắt được cá sao? Lý Cảm trừng ngươi một cái, bảo ngươi đừng quản. Lý cảm trước khi đi lại dặn dò cậu vài câu, làm bài tập, trước khi ngủ bật điều hòa ngủ, nhớ ăn sữa mạch các loại, lúc này mới bảo cậu đóng cửa rời đi. Cô đóng cửa lại và tự mình đi vào phòng ngủ. Rèm cửa sổ kéo, ánh mặt trời chiếu rọi. Bụi bay múa, an tĩnh đến làm người ta an tâm. Vĩnh viễn không kết thúc mùa hè. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một giấc ngủ thẳng đến hơn 10 giờ ngươi ngủ không nổi nữa rời giường rửa mặt ngươi tùy tiện lau mặt định ra ngoài đi dạo quán nét và phòng trò chơi vẫn là tốt nhất đừng đi tuy rằng sau khi chuyện ngày hôm qua qua đi cũng coi như giải giận cho phùng kiến quốc nhưng hiện tại gặp gỡ cũng không phải chuyện tốt ngươi suy nghĩ nửa ngày định đến nhà trần anh chơi trần anh là ca ca ở trên lầu nhà ngươi nhà các cậu là nhà chung cư năm năm đầu đời cậu đều dùng chung một tầng nhà vệ sinh nhà bếp sau đó người chính phủ đến cải tạo mỗi nhà cách ra hành lang cùng nhau làm nhà bếp nhà vệ sinh lúc này mới tách mỗi hộ ra nhưng đoạn thời gian đại viện kia cũng làm cho ngươi quen biết trần anh trần anh là một đại nam hài ôn hòa như ánh trăng trên mặt luôn mang theo nụ cười thấy ai cũng hòa khí cộng thêm ngũ quan nhu hòa của trần anh dáng người tinh tế từ nhỏ đã có không ít cô gái thích hắn Lúc con còn nhỏ, Trần Anh đặc biệt chiếu cố con. Đôi khi biểu thẩm bận rộn, Trần Anh liền giúp ngươi nấu cơm, còn thường xuyên gọi ngươi về nhà ăn cơm, kể cho ngươi nghe chuyện trường phụ trung. Cậu hỏi Trần Anh học sinh trung học có phải đều yêu sớm hay không, yêu sớm có phải đặc biệt sản khoái hay không, Trần Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vấn đề này cậu cũng không biết, bất quá nhìn những bạn học yêu đương của cậu, yêu sớm hẳn là rất thoải mái, nhưng sau khi chia tay cũng sẽ đặc biệt đau. Ở cùng Trần Anh còn có một người anh trai khác, tên là Tôn Trình, làm cảnh sát nhỏ ở đồn công an. Tôn Trình và Trần Anh hoàn toàn tương phản, quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy sắc mặt tốt đẹp gì. Tôn Trình lớn hơn Trần Anh 3-4 tuổi, nghe nói là giao tình năm xưa ở cô nhi viện, sau đó Tôn Trình đi làm cũng đón được Trần Anh. Tôn Trình tuy rằng thoạt nhìn hung dữ, nhưng người cũng không sợ hắn, ngược lại ỷ vào Trần Anh thích ngươi mỗi ngày trào phúng Tôn Trình nói hắn là thổ phỉ tôn trình nghe xong kéo cậu lại đây dùng sức búng lên trán cậu một cái hỏi cậu ai là thổ phỉ ngươi cũng không cảm thấy đau còn nói chính là ngươi tôn trình vui vẻ cầm lấy một cái đùi gà đặt trước mặt cậu nói đồ thổ phỉ kia cậu có muốn ăn hay không ngay từ đầu ngươi còn muốn hiên ngang lẫm liệt nhưng chịu không nổi đùi gà quá thơm tôn trình nói thế nào a à, tiểu bác lộ thà chết chứ không chịu khuất phục Ngươi đoạt lấy đùi gà gặm, nói hiện tại không được, ăn no rồi thà chết chứ không khuất phục. Sau đó Trần Anh và Tôn Trình cùng nở nụ cười. Cậu ở trong tòa nhà chung cư cũng nghe được chút tin đồn, nói Tôn Trình có vấn đề, đàn ông hai mươi mấy tuổi, không kết hôn, ở cùng một người đàn ông khác, còn ngủ một ổ chăn, không phải biến thái thì là cái gì. Ngươi lấy cái này đi hỏi Trần Anh. Trần Anh ở trên giường đọc sách, ngươi ở bên giường chơi trò chơi. Trần Anh nhắm mắt lại suy tư một hồi lâu, nói với ngươi: "Dư Tiểu Dạ, thế giới này kỳ thật không có đơn giản như vậy. Giống như ngày đó anh hỏi em yêu sớm có phải rất sảng khoái hay không? Thật ra bản thân tình yêu cũng không hoàn toàn là hạnh phúc, nhưng tại sao mọi người nguyện ý theo đuổi tình yêu? Người Hy Lạp cổ đại có một người đàn ông thông minh, ông từng nói rằng con người ban đầu có hình cầu, những người có hình cầu vô cùng hạnh phúc và bị Chúa ghen tị. Vì thế Thượng Đế liền tách ra hình cầu người." trừng phạt nhân loại dùng cả đời thời gian đi tìm thuộc về mình một nửa khác. Anh nghe cái hiểu cái không? Trần Anh nói, cho nên, gặp được tình yêu kỳ thật rất khó. Gặp được đúng người, cho dù vượt qua muôn vàng khó khăn cũng phải ở bên anh. Bởi vì biết người khiến mình thích như vậy, trong thiên địa này, cũng chỉ có một mình hắn. Thích là quan trọng nhất. Cái gì khác, đối với bọn họ mà nói, đều không tính là vấn đề. Người ngây thơ gật đầu ngươi biết trần anh vì để cho ngươi nghe hiểu đã tận lực nói thông tục dễ hiểu nhưng ngươi vẫn cảm thấy quá huyền diệu đối với cậu mà nói lực hấp dẫn lớn nhất của nhà trần anh chính là cái máy chơi game kia còn có một ngăn kéo thẻ chơi game tôn trình mua cho trần anh ngươi biết kỳ thật trần anh căn bản không chơi game nhưng tôn trình mỗi ngày đi làm cũng không biết trần anh có chơi hay không ngươi cùng trần anh đạt thành ăn ý lần sau tôn trình lại mang thẻ trò chơi về nhà trần anh không ngăn cản hắn sau đó bạn có thể đến nhà trần anh chơi với anh ấy buổi sáng hôm nay ngươi lại tới nhà trần anh gõ cửa hô trần anh ta tới rồi trần anh mở cửa cho ngươi cười nghênh đón ngươi vào cửa bạn thay giày ở cửa lại thấy tôn trình ngồi trong phòng khách hút thuốc yò bọn cướp cũng ở đây cậu chào tôn trình đi tôn trình không để ý đến cậu cậu đi theo trần anh vào phòng trong Ngươi tìm ra thẻ trò chơi 45 hợp nhất của Trần Anh cắm vào máy móc, màn hình hiển thị nhấp nháy vài cái, biểu hiện ra giao diện lựa chọn trò chơi. Trần Anh cậu thật tuyệt vời. Nhìn mấy phần thưởng thông quan mới tăng thêm trong trò chơi, cậu hô lên. Trần Anh ôn hòa nhìn ngươi, xoa xoa đầu ngươi, đi phòng bếp lấy kẹo cho ngươi ăn. Một mạch đánh tới buổi chiều. Trần Anh gần đây đang thực tập, phải đi làm nửa ngày, sau bữa trưa liền ra ngoài. Tôn Trình hôm nay luôn phiên nghỉ ngơi, ở trong phòng ngủ. Bất tri bất giác mặt trời đã ngã tay, ngươi liền nghe thấy dưới lầu có người hô. Dư dạ. Dư thị. Dư tiểu là ca ca ngươi tới, cút xuống cho ta. Là lý cảm. Bạn đặt máy chơi game xuống, đi vào phòng trong chuẩn bị mở cửa sổ đáp lại lý cảm một chút, lại thấy Tôn Trình đứng ở trước cửa sổ, cầm trong tay một chai bia. Tôn Trình. Tôn Trình bị anh nhìn thấy, cũng không xấu hổ với một bó hoa nhỏ trắng tinh trong tay anh đặt chai bia đầy nước của mình trước cửa sổ và cắm hoa vào chết tiệt bọn cướp vẫn như vậy romantic ngươi kỳ thật đã sớm chú ý tới bất luận nóng lạnh cửa sổ trần anh luôn bày một bình bia trong bình nhỏ màu nâu vàng vĩnh viễn có nửa bình nước sạch bên trong cắm các loại hoa tươi khác nhau ngươi rất tò mò trần anh không giống như là một người thích trồng hoa là ai đang hầu hạ những vật nhỏ này không nghĩ tới lại là tôn trình thô kệch giống như bàn giặt. Tôn trình nở nụ cười, nói, làm sao vậy, tôi không giống người có thể làm ra chuyện như vậy. Cô lắc đầu. Tôn trình nói, này, lúc trước uống rượu, nhìn chai bia rất lãng phí, liền lấy về. Vừa lúc dưới lầu có cửa hàng hoa đóng cửa bán phá giá, liền mua hai bó hoa hồng cắm lên. Ai biết cắm như vậy đã cắm năm sáu năm. Lúc đó tôi bận rộn công việc, nghĩ, mỗi tối có thể mang bó hoa về, u u đọc sách v đúc v đúc v đúc. U can su. Nét để cho anh có thể nhìn thấy tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên hoa vào buổi sáng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy ta, nhưng hắn biết ta đang nghĩ đến hắn, sẽ không khó chịu. Tôn trình cơ bản chưa từng nói với cậu nhiều như vậy, cậu có chút sững sờ. Sau này anh nghĩ, yêu một người, kỳ thật rất đơn giản. Không muốn làm cho hắn thương tâm, thấy hắn thương tâm ngươi sẽ khổ sở, thấy hắn nhíu mày ngươi liền muốn ôm hắn, ngươi muốn thay hắn thừa nhận tất cả thống khổ, hôn đi tất cả nước mắt nơi khóe mắt hắn. khi bạn có một người như vậy, bạn đang yêu anh ta. ngày đó lúc ngươi chạy xuống lầu, lý cả mặt áo ba lỗ trắng, phía dưới là quần cộc lớn, mang theo một túi cá đứng ở đầu hành lang chờ ngươi. hắn cười híp mắt, nhìn ngươi vui vẻ. hắn hỏi ngươi đi đâu, ngươi nói đi chỗ trần anh chơi ngươi nói được a à, để để ta lại nhận tân ca. Ngươi biểu môi, mắng hắn ngu ngốc. Lý cảm lai like ông cổ bạn, hỏi bạn muốn cá kho tàu hay hấp. Lý cảm nói, cố thời còn có cố hạo, thằng nhóc này rời khỏi tôi còn có ai? Ngươi nên hảo hảo quý trọng ta. Bất quá buổi tối hôm đó quả thật đã xảy ra chút nhạc đệm nhỏ, Lý cảm tiên sinh thiếu một tay cũng không có cách nào hàng phục ba con cá chép lớn vui vẻ cuối cùng vẫn là ngươi đem những đại gia này thu vào trong túi đi đổ đầy nước nhắc tới Trần Anh gia, để Trần Anh kêu Tôn Trình giúp các ngươi xử lý. Lúc anh mang cá về, Lý Cảm đã sặc nồi rồi, anh ném cá vào, mùi thơm lập tức bay ra. Đến giờ cơm, Cố Thời và Cố Hạo tới nhà ăn trực, bốn người các cậu mở tivi, lấy tiêu điểm phỏng vấn làm bối cảnh, gà bay chó sủa giải quyết xong cơm tối. Kỳ thật, trong lòng ngươi nghĩ, tuổi thơ như vậy cũng là rất tốt đi cây nhãn ngoài cửa sổ tản ra ánh sáng mùa hè, ngươi nghiêng đầu, nghĩ thầm mùa hè này cũng sắp kết thúc. Bắc Kinh hoang nghênh ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trước khi tốt nghiệp, cậu thành công bị Đan Vũ bắt trong một tiệm nét nào đó. Cô quả mười mấy năm ngươi đột nhiên ngộ ra làm cơ nguyên lai like là một chuyện nhàm chán như vậy. Anh và Đan Vũ trở thành tình nhân. Là bạn trai thực tập của người lớn, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của bạn. Lý Cảm vài lần hẹn cậu đến phòng trò chơi, bị cậu lấy đủ loại lý do cự tuyệt, sau đó mỗi ngày hắn đều nằm sấp trên ghế trước chế nhạo cậu, nói cậu có vợ, anh ruột cũng không cần, ngày nào đó hắn muốn tìm một tiểu lỵ hỗ trợ, quan tâm lão nhân tổ trống, lên án cậu là một đứa trẻ bất trung bất hiếu. Đương nhiên, Lý Cảm cũng không cô đơn bao lâu. Có lẽ là người cái này bạch thiết hắc bạch phiêu quái rốt cục quay đầu là bờ, Lý Cảm rốt cục rửa sạch mỹ danh, cầm ô út 6 năm trước khi tốt nghiệp cùng tân nhậm bạn cùng bàn của hắn hạnh phúc mỹ mãn thái quá chính là ngay cả cố thời cũng có đối tượng hơn nữa còn là người thoát đơn sớm nhất trong bốn người các cậu toàn bộ trường học đều lưu truyền truyền thuyết thái quá về cố tình thánh mà cô gái trong lòng cố thời chính là em gái trần anh nữ thần trí thức nổi tiếng trong trường học bạn học trần lạc ngươi len lén cùng lý cảm tiến đến cùng một chỗ nghị luận trần lạc là sợi gân nào đáp sai mới có thể thích cố thời Cuối cùng hai người các cậu cầm đèn pin chiếu vào vệ lông, vừa xem vua công phu vừa cãi cọ, kéo dài đến 3 giờ đêm, thống nhất ý kiến là, đại khái ngự tỷ luôn thích em trai. Mà cố hạo thì sao, mỗi ngày đều vì anh trai kéo dậu của mình mà tan nát cõi lòng. Cố thời có trần lạc, mọi chuyện trong cuộc sống đều vứt cho cố hạo. Cố hạo làm trợ lý sinh viên đoàn ủy trường học, bận trước bận sau vì chuyện lễ tốt nghiệp, một tay lại kéo cố thời từ các loại trường hợp yêu đương về nhà, nấu cơm giặt quần áo cho anh, nhìn chầm chầm anh không thể lẫn lộn cò vẽ với đũa. Thời gian cứ như vậy hoang đường mà thông thả đi về phía trước, kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Hai người đồng thời dừng bút trong tiếng chuông tan học. Lý Cảm cùng cố hạo ở bên ngoài trường thi chờ cậu, Lý Cảm thấy cậu nghênh đón, cười đụng đụng bả vai cậu, hỏi cậu có thể thi đậu trung chuyên không? Ngươi cười nói thử vận khí đi, nói không chừng lão tử có thể thi đậu nhất trung. Cố hạo ở một bên cười, đưa cho hai người một chai Fanta. Ai, đừng cười ngây ngô. Đi mau đi, đám trần lạc nói không chừng đã tới. Cố hạo kéo vòng, nói. Hai người hẹn nhau sau khi thi vào trung học phổ thông sẽ hát ở bờ sông. Trước khi thi vào trung học phổ thông mấy người các cậu gom góp chút tiền mua một thiết bị di động trên mạng, mỗi ngày cậu nhìn chầm chầm tin tức hậu cần, hận không thể chui thẳng vào điện thoại di động, từ trong chiếc xe tải hậu cần không chút sức mẻ kia ôm thiết bị ra địa chỉ nhận hàng điền vào nhà cố hạo cậu cố hạo lý cảm ở một trường thi trần lạc kỳ dạng đan vũ và cố thời ở một trường thi khác các cậu phân công rõ ràng ba người đàn ông các cậu đi trung tâm thương mại mua đồ uống và đồ ăn vặt cố thời phụ trách kéo đồ đạc vào công viên nhỏ bên bờ sông trần lạc kỳ dạng cùng đan vũ chuẩn bị đệm giả ngoại tiểu mã trát các loại phần cứng bảy giờ tối bảy người các ngươi hội sư thành công ở công viên nhỏ ngoại trừ cố thời mệt mỏi đến không thể yêu sáu người các ngươi đều rất vui vẻ trần lạc chỉ huy cố thời đã mệt thành chó dựng lều cắm trại kỳ dạng không biết từ đâu biến ra một cái lò nướng điện cùng lý cảm nghiên cứu làm thế nào để nối dây điện này vào nguồn điện đơn vũ bảo bạn mở túi nylon ra cùng bạn dùng chữ ký sắt sâu thịt và thức ăn cố hạo cười điều chỉnh âm lượng kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc trên đê phủ kín nửa đại tiểu tử giống như các ngươi top 5 top 3 chi chít như sao trên trời. Trời dần tối, những ngôi sao treo trên trời chớp chớp mắt. Đang vũ hạ thấp mặt mày, ngón tay tinh tế nắm lấy eo xanh biếc của hạt tiêu. Có một loại tình yêu gọi là buông tay. Giọng nam cao rung trời động đất, tay người rung lên, thiếu chút nữa đem một túi thịt rơi xuống sông. Cậu dùng ánh mắt u oán quét cố hạo, cố hạo gãi đầu, cười hắc hắc nói nút âm lượng giả bộ ngược. Bắc Kinh hoang nghênh anh, vì anh mà khai thiên thí địa. Nửa giờ sau, cố thời chiếm lấy mạch, tê tâm liệt phế hát bại, Bắc kinh hoang nghênh anh, hai người điên cuồng khống chế vẻ mặt. Nướng xong rồi. Lý cảm và kỳ dạng một mình bưng khay nướng, động tác khoa trương đặt xiên thịt nướng lên đệm giả ngoại. Cố hạo cuối cùng cũng thuận mắt đoạt lấy mai cờ từ tay anh trai mình, dùng lon nước gõ vào vỏ đen. Các huynh đệ tỉ muội đi một cái. Các ngươi dơ lon nước lên, bảy lon thiết chạm vào nhau trong không trung nguyện hàng năm có ngày hôm nay cố hạo nói con mẹ nó tuổi tác có hôm nay đừng nói lời khách sáo uống lý cảm nói sau khi ăn cơm mọi người đấu trí đấu dũng với đồng chí vương cố thời rốt cục cướp được hơn một nửa thịt dưới miệng anh ta lý cảm nói kỳ dạng ăn xong liền từ gấu nhỏ ban địch biến thành heo con bội kỳ kỳ dạng ném sâu chuỗi bay lên đuổi vết lý cảm khắp công viên trần lạc dạy đang vũ cách cạo gai gỗ trên chữ ký cố hạo vỗ vỗ cậu nói với cậu cậu xem anh tôi thấy đồ ăn ngay cả đối tượng cũng không cần bên kia quảng trường nhỏ tụ tập một đám bác gái đang phối hợp với bầu trời mênh mông là tình yêu của tôi cùng nhau một đát hai đát ba đát cơm nước no nê cố hạo nói đến đây đi cuối cùng chúng ta hợp xướng một ca khúc hắn cắt bài hát tiếng loa lớn áp đảo phượng hoàng truyền kỳ Hai người đồng thời cảm nhận được ánh mắt oán hận của các bác gái. Sau khi đàn guitar hòa âm nhu hòa, đàn sáo du dương thổi qua bãi cỏ. Đó là một giai điệu quen thuộc với tất cả các bạn. Gió biển thổi vào tai tôi những giấc mơ của thuyền trưởng già. Cố Hạo là người đầu tiên mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Những đám mây trắng vượt qua ngọn đồi đó, cố gắng tìm nhà của nó. Kỳ dạng cầm lấy micro, tiếp câu thứ hai. Mưa nhỏ gõ hoa sen ngủ trong mộng, mở ra khuôn mặt mỉm cười. Lý cảm sặc nước miếng, thiếu chút nữa không tiếp được. Tôi đem tuổi thanh xuân làm dịu bay lên trời. Trần Lạc nhẹ nhàng cười, tiếp nhận microphone, nhẹ giọng hát. võ sò so trèo lên bãi biển. Làm. À không. Để xem thế giới rộng lớn thế nào. Cố thời hát được một nửa thì quên lời sau đó nhanh chóng giành nhịp. Sâu bướm mong chờ một đôi cánh đẹp vào ngày mai. Cậu không nghe máy, tìm thư uyển trực tiếp nghiêng trên vai cố thời tiếp câu tiếp theo. Dòng sông nhỏ nằm trong vòng tay của rừng và hát những bài hát được viết vào mùa xuân. Đang vũ lường ngươi một cái, đem ngươi cả người lẫn microphone kéo tới. Tôi từ từ dệt nên một bức tranh của năm tháng. Điện thoại trở lại trung tâm, thanh âm của sáu người các ngươi cùng nhau vang lên. Giấc mơ là đôi cánh của bướm, tuổi trẻ là thiên đường để bay hãy buông những sợi dây dài của diệu và vẽ tình yêu lên khuôn mặt của năm tháng cố thời đỏ mặt kéo tay trần lạc, cố hạo đưa micro cho họ. Trái tim là sức mạnh để trưởng thành, giống như đôi cánh của con bướm. Đóng gió càng lớn tiếng ca càng cao vút đang vũ che miệng em, tự mình hát. Bướm bay như tuổi thơ chạy trong gió cảm giác cầu vòng của tuổi trẻ xa hơn biển còn cao hơn bầu trời kỳ dạng muốn học theo, bị lý cảm chạy mất vì thế câu này là năm người các ngươi cùng nhau hát. Bướm bay, bay đến lâu đài tương lai mở cửa sổ mái ước mơ để nó phát triển nhanh hơn và tốt đẹp hơn. Tiếng hát của các ngươi, bị gió mang theo truyền đi rất xa rất xa. Cỏ xanh kéo dài, tuổi thanh xuân của các ngươi sinh trưởng ở chỗ sâu của cỏ dại, len lén mọc rễ nảy mầm. Các bạn trẻ ơi, đây là mùa hè lớn nhất của các bạn. Bạn ấn tráng và những ký ức đó bắt đầu mờ dần từ khi nào? bạn lái xe ra khỏi nhà kho và chiếc xe đang đi trên những con đường nhỏ quanh co sáng sớm bình minh mà ra ánh sáng rơi trên tán cây rải xuống một mảnh bóng mát mẻ học sinh trung học ngáp một cái vẻ mặt không thể luyến tiếc đeo cặp sách đi trên đường phố sự phát triển của thành phố a thay đổi từng ngày với cầu vượt của các tòa nhà chọc trời mọc lên các đường chân trời bạn đột nhiên nghĩ về một nơi một ngôi nhà cũ không xa ngôi nhà thời thơ ấu của bạn tiệm kem ly cùng suy nghĩ thật kỹ bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác